Quý vị thân mến, hãy nhanh tay lựa chọn cho gia đình của mình một bộ nồi thép trắng men chất lượng của thương hiệu Golden quý vị nha. Rất là nhiều gà, quý vị thấy không ạ? Chúng ta cho vào vừa vặn ở bên trong phần lòng nồi luôn, và với phần nắp nồi nhô cao lên nữa để giúp quý vị các bạn chúng ta có thể là yên tâm nấu và giữ nhiệt rất là tốt ở bên trong những chiếc nồi thép trắng men như thế này. Hoa văn lại trang nhã và nổi bật bên trên nền trắng. Chúng ta có thể yên tâm nấu ăn tiện lợi trên mọi loại bếp ở trong gia đình của mình, kể cả bếp điện từ luôn quý vị nha. Và một bộ nồi chúng ta có đến là 5 cái phải không Nguyễn? Đúng rồi đó Phùng Yến, chúng ta sẽ có 5 cái nồi được tráng men và với 5 kích thước khác nhau luôn đó Phùng Yến à. Chúng ta đang thấy là chiếc nồi lớn nhất với kích thước là 26cm để mà mình có thể nấu được những là hơn 3 con gà và cùng với những nguyên liệu khác nữa. Rồi chúng ta lại còn có những chiếc nồi 24cm nè, 22cm, 20cm và cả 18cm nữa quý vị nha. Nhiều loại kích thước đa dạng như vậy thì chúng ta có thể nấu được nhiều món ăn thơm ngon khác nhau rồi quý vị ơi. Và với chiếc nồi tráng men này chúng ta có thể sử dụng trên mọi loại bếp quý vị nha. Lớp tráng men dày dặn nữa, chúng ta có thể yên tâm sử dụng trong thời gian dài mà lại đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình của mình. Và ngày hôm nay trên VTV Hyundai Home Shopping, chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn bộ 5 nồi tráng men Golden như thế này cùng với quà tặng cực kỳ hấp dẫn, đó chính là một chiếc bếp ga đôi hồng ngoại nữa quý vị à. Mức giá cực kỳ hấp dẫn 1.090.000 đồng. Thế nên hãy nhấc máy lên và đặt hàng ngay. Số điện thoại đã hiển thị trên màn hình rồi. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi trên toàn quốc luôn quý vị nha. Xin được gửi lời chào quý vị khách hàng thân thiết của VTV Hyundai Home Shopping. Hãy cùng mua sắm ngay một bộ nồi mới cho căn bếp của gia đình mình quý vị nha. Và rất nhiều quý vị khách hàng của VTV Hyundai Home Shopping đã lựa chọn cho mình những chiếc nồi thép tráng men thật là chất lượng, kiểu dáng và màu sắc đẹp mắt và giữ nhiệt tốt nữa để có thể là nấu ăn tiện lợi ở trong gia đình của mình. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy ngắm nhìn ngay, chúng ta có đến là 5 chiếc nồi thép tráng men của Golden. Đúng rồi đó quý vị ạ, 5 chiếc nồi thép tráng men này với 5 kích thước khác nhau để chúng ta có thể nấu được thật nhiều món ăn nè, từ 18, 20, 22, 24 và cả 26cm luôn Phụ Miến nha. Mà dung tích của nồi lớn nữa, cho nên là chúng ta có thể đựng được rất nhiều món ăn, nấu được nhiều món ăn thơm ngon. Mà mức giá thì cực kỳ hấp dẫn quý vị ơi, hãy nhanh tay đặt hàng ngay đi, vì chỉ có trên VTV Hyundai hôm nay thôi mới có mức giá là 1.090.000 đồng như thế này, mà mình còn nhận được thêm quà tặng hấp dẫn nữa đúng không Phụ Miến? Ừ, chắc chắn rồi, cơ hội rất là ưu đãi trong chương trình ngày hôm nay nha quý vị. 1.090.000 đồng và quà tặng chúng ta sẽ có đó là một bếp ga đôi hồng ngoại luôn. Với bếp ga đôi hồng ngoại quý vị thấy đó, thay vì là mình phải tốn chi phí thay thế những cái chiếc bếp ga cũ ở gia đình của mình, thì giờ đây chúng ta sẽ có một phần quà tặng như thế này, không tốn thêm chi phí nữa. Bếp ga đôi hồng ngoại được bảo hành 6 tháng quý vị ạ. Hãy nhanh tay gọi ngay đến số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc đặt hàng trực tuyến cùng với chúng tôi tại vtvhyundai.vn. Trọn bộ sản phẩm sẽ được giao đến tận nhà của quý vị, hoàn toàn miễn phí chi phí vận chuyển trên toàn quốc. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cho gia đình của mình bộ 5 nồi tráng men Golden có thiết kế phù hợp với mọi không gian bếp quý vị ạ. Có dung tích lớn, chất liệu thép nguyên khối chắc chắn nữa, mình sẽ yên tâm khi sử dụng và đặc biệt còn có thể sử dụng trên mọi loại bếp luôn quý vị nha. Lớp tráng men của bộ nồi này rất là dày dặn và mình có thể dễ dàng sử dụng nhiều mục đích khác nhau, nấu nhiều món ăn thơm ngon khác nhau. Bộ 5 nồi thép tráng men Golden chúng ta sử dụng dễ dàng và phù hợp với mọi đối tượng trong gia đình của mình. Sản phẩm dẫn nhiệt và giữ nhiệt tốt, bề mặt sáng bóng, họa tiết sang trọng và nổi bật, dễ dàng vệ sinh cho gia đình của chúng ta nữa. Phụ Yến nghĩ là bộ nồi này sẽ là một sản phẩm không thể thiếu trong gian bếp của gia đình mình. Mà chưa hết đâu, chúng ta còn có nhận thêm quà tặng hấp dẫn nữa, sẽ hỗ trợ tối đa cho công việc nội trợ. Chúng ta sẽ có được một chiếc bếp ga đôi hồng ngoại quý vị ạ. Với bề mặt kính cường lực chịu nhiệt nè, dễ dàng vệ sinh, dễ dàng chui rửa, có hệ thống đánh lửa Manetto cùng với kiềng tráng men sẽ hạn chế rỉ sét, cùng với đầu đốt ceramic lớn sẽ giúp cho chúng ta có thể nấu được nhiều món ăn thơm ngon mà lại tiết kiệm ga nè, tiết kiệm thời gian nấu, lại không sợ gió thổi, không sợ nước trào làm tắt bếp với chiếc bếp ga đôi này đâu. Sản phẩm quà tặng cũng được bảo hành luôn quý vị nha. Cái độ bảo hành lên đến 6 tháng đó quý vị ạ. Chào mừng quý vị đến với phim trường của VTV Hyundai Home Shopping ngày hôm nay, để cùng như Nguyễn và Phụng Yến chúng ta sẽ trải nghiệm sản phẩm là bộ 5 nồi tráng men đến từ thương hiệu Golden. Với 5 chiếc nồi này chúng ta có 5 đường kính khác nhau luôn đó Phụng Yến, 26cm, 24, 22, 20 và cả nồi nhỏ là 18cm nữa quý vị ạ. Ở bên ngoài có thiết kế tráng men và cùng với những hoa văn rất là tinh tế phù hợp với mọi không gian bếp của mình. Mà lớp tráng men này rất là dày dặn để chúng ta có thể nấu những cái món ăn thơm ngon mà lại yên tâm về việc đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình của mình nữa nha. Bên
bên cạnh đó thì có thể sử dụng với mọi loại bếp luôn khi mà với bộ nồi này đã phụ ý. Như vậy thì mình có thể yên tâm rồi, nhà mình có bếp ga, bếp hồng ngoại hay bếp điện từ đều có thể sử dụng được luôn phụ miếng à. Mà ngày hôm nay bộ sản phẩm này có mức giá cực kỳ hấp dẫn đúng không nào? Chắc chắn rồi, 1.090.000 đồng quý vị và các bạn nha. Còn có những cái điểm cải tiến của những cái chiếc nồi nữa đó như Nguyễn à. Ví dụ như rất là nhiều quý vị khách hàng thích là lựa chọn những chiếc nồi thép tráng men, và đặc biệt là thép tráng men của Golden, thì Phụ Miếng sẽ chia sẻ ngay cái điểm cải tiến khác biệt giữa dòng sản phẩm mới với những dòng sản phẩm đã cũ của Golden quý vị nha. Ví dụ như ở đây là Phụ Miếng có một cái chiếc nồi cũng là nồi thép tráng men của Golden luôn, nhưng mà nó là dòng sản phẩm cũ của thế hệ trước, thì quý vị sẽ thấy là Phụ Miếng cân cái chiếc nồi ở đây trên chiếc cân của mình, và bây giờ quý vị có thể là quan sát được cái khối lượng của nó vào khoảng đó là một cái mốt quý vị nha. Đó, mình có thể là nhìn thấy là vào khoảng một cái mốt như thế này. Đấy là nồi của Golden nhưng mà mẫu cũ. Bây giờ thì Phụ Miếng sẽ đổi ngay cái chiếc nồi mới trong bộ sản phẩm ngày hôm nay chúng ta giới thiệu nè, đổi lên bên trên cân của mình để quý vị đó. Quý vị sẽ nhìn thấy là nó cân của mình là nặng hơn rất là nhiều đúng không ạ? Hiển thị con số lớn hơn là mà 1.3 hơn 1.3 luôn. Và quý vị các bạn chúng ta nhìn thấy là với chiếc nồi mới như thế này, kiểu dáng hoa văn rất là sang trọng. Khi mà nó nặng hơn như vậy chứng tỏ là nó dày hơn về mặt thép nha quý vị. Với phần thép như thế này nguyên khối nó dày hơn, chắc chắn hơn và cái khả năng giữ nhiệt cũng rất là tốt luôn. Còn bây giờ với cái chiếc nồi lớn này đó Nguyễn à, mình hãy thử xem về cái khả năng là chứa đựng thực phẩm của nó xem nó lớn như thế nào nha. Đúng rồi, bây giờ để xem nha. Chiếc nồi lớn này mình sẽ cho nước vào bên trong đi Phụ Miếng ha, để mình đo được cái dung tích ở bên trong nó sẽ lớn như thế nào nè. Rồi bây giờ như Nguyễn một chai nha, Phụ Miếng một chai, mình có những cái chai nước lớn như thế này. Quý vị hình dung là chai nước của chúng ta là 1,5 lít đúng không? Đúng đó rồi. Bây giờ là mình sẽ cho liên tục vào 4 chai nước luôn để quý vị các bạn chúng ta nhìn về cái khả năng, cái sức chứa rất là lớn của chiếc nồi đường kính 26cm trong bộ sản phẩm của mình. Ví dụ như cuối tuần nhà mình có đám tiệc đó như Nguyễn à, ông bà nội ngoại hai bên gia đình về chơi đi, thì mình có thể là nấu cả một cái nồi nước lớn nè, cả một cái nồi bò kho xương hầm, hoặc là chúng ta có thể là ninh nồi phở chẳng hạn. Quý vị thoải mái là nấu với cái chiếc nồi lớn này, không có lo là chật chội hoặc là không có phải mất công là nấu tới nó lui nhiều lần nha. Đúng rồi đó Phụ Miếng, nhiều khi như Nguyễn thấy là những chiếc nồi nhà mình nó lúc đầu mình nghĩ là cho nhỏ cho nó tiện dụng, nhưng mà đôi khi tới lúc mà mình cần nấu thiệt là nhiều cho các thành viên hay là mình làm tiệc mà mời bạn bè đến chơi thì lại phải nấu quá nhiều nồi, nấu đi nấu lại như vậy vừa hao nhiên liệu nè, vậy là vừa mất thời gian của các chị em phụ nữ nữa. Đó rất là vất vả luôn. À, quý vị thấy là bây giờ Phụ Miếng với như Nguyễn cho là 4 chai nước vào ở bên trong đây, đầy nồi của mình luôn, mình cũng có thể là đóng nắp thoải mái lại như vậy quý vị và các bạn nha. Mà cái dáng bầu của nó, quý vị nhìn là dáng bầu cho nên là nồi có vẻ nhìn gọn gọn thôi, nhưng mà thật ra nó sức chứa, ai da nặng quá. Nó chứa rất là nhiều luôn ở bên trong đây. 4 chai nước là tận 6kg là nó Phụ Miếng. Đúng rồi, nhưng mà phần tay cầm vẫn rất là chắc chắn để Phụ Miếng có thể là nhấc lên, nhấc nhẹ lên với phần tay cầm như thế này. Thì đây, ở bên trong trọng lượng thì rất là nặng nhưng mà tay cầm chắc chắn giúp mình có thể là nhấc lên như thế này gọn gàng quý vị các bạn nha. Rồi bây giờ là nồi lớn của mình có thể là nấu ăn ngay với nồi lớn được luôn đó Như Nguyễn. Đúng ơi rồi. Bây giờ thì Như Nguyễn sẽ cùng quý vị chúng ta sẽ nấu ăn ngay với nồi lớn này đây. Như hồi nãy mình cũng có nói là với nồi lớn thì mình sẽ nấu những cái bữa ăn cho cả một đại gia đình luôn. Hôm nay mình thử nấu món bún bò được không Phụ Miếng? Một nồi bún bò lớn luôn ha. Đúng rồi, và Phụ Miếng có thể thấy là chiếc nồi lớn này của mình nha có đường kính là 26cm quý vị, và cái phần mà thiết kế dạng bầu bên dưới cho nên là giúp chúng ta có thể chứa đựng được rất nhiều nước súp. Hoa văn thì lại tinh tế nữa cho nên là sử dụng trong mọi không gian bếp cũng được luôn, những không gian bếp cổ điển nè hay là những không gian bếp hiện đại thì đều có thể sử dụng cái nồi tráng men này. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng nhau nấu một cái món ăn thơm ngon cho cả gia đình mình ngày hôm nay nha. Wow, quý vị có thấy hấp dẫn không nè? Rất là nhiều nước dùng luôn. Rồi bây giờ thì Như Nguyễn sẽ cho cái phần hành lên trên đã, sau đó thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức một cái tô bún bò thơm ngon nha Phụ Miếng nha. Quý vị có thể là hình dung là nhà mình đông người nè, mình nấu một nồi như thế này vào cuối tuần đi, múc ra mỗi người một tô cùng nhau thưởng thức, vừa nóng vừa thổi vừa ăn rất là ngon miệng quý vị các bạn nha. Đúng rồi đó. Bây giờ thì không có lo lắng nữa, bởi chiếc nồi tráng men này của mình á là mặc dù là đường kính lớn như thế này nhưng mà vì cái phần men rất là dày dặn và chắc chắn cho nên nó giữ nhiệt tốt và có thể cái phần nhiệt nó rất là nhanh, cho nên là mình có thể không có lo lắng về việc mà tốn nhiều nhiên liệu đâu Phụ Miếng à. Như vậy là giữ nhiệt tốt và dẫn nhiệt tốt luôn quý vị. Đúng nha rồi. Và mình chùi rửa vệ sinh cũng dễ dàng chung với những cái chiếc nồi tráng men này nữa quý vị và các bạn nha. Và khi mà chúng ta lựa chọn dòng sản phẩm này trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến cho quý vị một phần quà tặng mà Phụ Miếng nghĩ là quý vị sẽ rất là thích luôn, bởi vì nó bổ sung sản phẩm mới cho gian bếp của nhà mình. Mình mua nồi mà được tặng bếp, không biết là quý vị mình có tìm thấy cơ hội đó ở bên ngoài hay không ạ. Mua một bộ nồi mà được tặng ngay đó chính là một chiếc bếp ga đồ hồng ngoại như thế này. Quý vị các bạn chúng ta được tặng bếp để mình nấu ăn tiện lợi với những cái chiếc
nồi trong bộ nồi mới luôn quý vị và các bạn nha. Một bên thì mình có thể là nấu với lại nồi lớn nè, một bên mình có thể là kho hoặc là hầm hoặc ninh một ít thực phẩm với lại nồi nhỏ, nồi trung chẳng hạn. Và ở bên dưới quý vị đang thấy là ngọn lửa của mình nó đang rực lên, bởi vì nó đi qua là phần mâm nhiệt hồng ngoại quý vị nha. Vừa nấu lại vừa nóng lên và giữ nhiệt rất là tốt luôn quý vị và các bạn nha. Và nhiệt được chuyển đẩy trực tiếp lên bên trên nồi cho chúng ta tiết kiệm nhiên liệu khi mà đun nấu. Nấu ăn với lại bếp ga đôi hồng ngoại thì giúp là siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đúng và rồi. Cũng an toàn, không có sợ gió, không có sợ nước làm tắt bếp nha. Bây giờ thì mình sẽ thử nha, tại vì Như Nguyễn sẽ cho nước vào nè. Thì quý vị có thể thấy là với nước như thế này đó, nhưng mà nước liên tục cũng không có làm tắt bếp của mình đâu. Mình sẽ không có sợ cái tình trạng là bị trào nước khi mà mình nấu những cái món ăn có nước súp ra bên ngoài đó Phụ Miến. Đó, okay. Như vậy thì mình vẫn không bị tắt lửa nha. Tiết kiệm được nhiên liệu mà cùng với chiếc bếp hồng ngoại này nè, với đầu đốt ceramic nữa, thì chúng ta có thể yên tâm về cái độ bền của nó luôn đó Phụ Miến ạ. Mình có thể sử dụng trong cả một thời gian dài. Như Nguyễn xịt nước liên tục như thế này đây mà Phụ Miến vẫn có thể tiếp tục nấu một cái nồi canh chua cá hấp dẫn vì không có sợ bị ảnh hưởng bởi những cái giọt nước như thế này. À, như vậy là bên dưới là nước đang trào xuống về mặt bếp đúng không nào? Nhưng mà ở trên Phụ Miến vẫn có thể là nấu với phần cá như thế này nha. Rồi bây giờ cho cái đầu cá vô. Rồi cho thêm cái mình cá nữa. Nồi quý vị nhìn có vẻ tạm thấy là hơi nhỏ như vậy, nhưng mà chúng ta có thể là cho cả con cá vào rất là thoải mái luôn quý vị ạ. Bởi vì nó là dáng bầu cho nên là cái dung tích của nó rất là lớn quý vị nha. Không chỉ là cho cá đâu, mình còn có thể cho thêm là hành nè, rau nè, thơm nè, cà chua nè, rất là nhiều luôn, nấu thoải mái ở ngay tại nhà. Wow, Như Nguyễn thấy rất là hấp dẫn rồi đó Phụ Miến. Mà chúng ta có bộ nồi này thì không chỉ là chỉ có hai chiếc nồi này đâu đúng không, mà mình còn có những cái đường kính khác nhau nữa đó quý vị. 18 nè, 20, 22, 24, 26cm. 5 chiếc nồi như thế này là mình không có phải lo ngại về cái việc mà nấu xong một món phải đổ ra bên ngoài để lại lấy cái nồi nấu thêm những cái món khác đâu Phụ Miến ạ. Mà chúng ta vẫn có thể tiếp tục nấu những cái món ăn thơm ngon với nhiều chiếc nồi khác nhau đúng không Phụ Miến? Đúng rồi, mà chúng ta nhìn thấy là cái kiểu dáng là sắc trắng chung với những cái hoa văn như thế này, đồng bộ ở cả nắp nồi và thân nồi cũng rất là đẹp mắt quý vị nha. Và bây giờ thì mình sẽ đến với chiếc nồi nhỏ ở trong bộ sản phẩm của mình. Nhưng mà ban nãy là mình nấu với nồi với lại bếp ga quà tặng rồi. Bây giờ Phụ Miến sẽ nấu với lại bếp điện từ quý vị và các bạn nha. Nồi của mình có thể là nấu thoải mái với bếp hồng ngoại, nấu thoải mái với bếp điện từ ngay tại nhà đều rất là dễ dàng luôn quý vị các bạn nha. À, sôi lên nhanh chóng vô cùng luôn. Và ở nhà quý vị thấy đó, ví dụ như là mình cần làm một ít những cái món kho, một ít những cái món nên hầm cho gia đình của mình thì mình chọn cái nồi nó vừa vừa gọn gọn như thế này thôi, không cần là nồi quá lớn. Thì trong bộ sản phẩm của mình, nồi đường kính 18 có nè, 20, 22, 24, 26 đều có luôn, thoải mái để chúng ta lựa chọn. Chính xác. Và Như Nguyễn thấy là với những chiếc nồi tráng men như thế này của mình á, cho dù mình làm những cái món kho như Phụ Miến đang làm, hay là mình làm thêm những cái món hầm, những cái món nước sốt mà có nhiều màu sắc và nhiều gia vị thì mình cũng không có lo ngại về cái việc mà bám màu ở bên trong đâu quý vị. Cùng với lớp tráng men dày dặn như vậy cho nên nó là sẽ dẫn nhiệt tốt và giữ nhiệt cũng tốt luôn quý vị nha. Chúng ta có thể yên tâm sử dụng bộ nồi này để đảm bảo an toàn cho sức khỏe mà không có sợ ra ten, không có sợ rỉ sét đâu quý vị. Họa tiết bên ngoài thì trang trọng nè, sang trọng lắm, còn ở bên trong thì lại an toàn cho sức khỏe như vậy. Cùng với việc dung tích lớn nữa, nấu một lần có thể nấu nhiều luôn cho cả gia đình của mình cùng thưởng thức. Và ngày hôm nay với bộ nồi này, 5 chiếc nồi tráng men đến từ thương hiệu Golden, chúng ta sẽ có mức giá cực kỳ hấp dẫn luôn quý vị ơi. Giá này chỉ có trên VTV Hyundai Home Shopping thôi quý vị ạ. Đó chính là 1.090.000. Và quý vị ơi, chưa hết đâu, chúng ta còn có thêm quà tặng nữa nha. Đó chính là chiếc bếp ga đôi hồng ngoại mà Phụ Miến đã giới thiệu cùng với quý vị đó. Với bếp ga đôi hồng ngoại siêu tiết kiệm nhiên liệu cho gia đình của mình, quà tặng được bảo hành 6 tháng quý vị các bạn nha. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay bằng cách nhấc máy và gọi ngay về cho chúng tôi với số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc đặt hàng trực tuyến tại vtvhyundai.vn. Đã bao lâu quý vị nghĩ tới việc là thay đổi những không gian bếp của mình với những cái chiếc nồi xinh xắn chưa? Ngày hôm nay chúng ta có được bộ 5 nồi tráng men như thế này sẽ phù hợp với mọi không gian bếp bởi thiết kế màu trắng rất là trang nhã cùng với những hoa văn điểm xuyến lên nữa sẽ giúp cho chúng ta có được những họa tiết sang trọng nè quý vị ạ. Cho nên là dù không gian bếp của mình như thế nào cũng có thể sử dụng bộ nồi này. Và mua một lúc không chỉ là một chiếc nồi mà còn có được 5 chiếc nồi với đường kính khác nhau nữa, giúp cho chúng ta nấu nhiều món ăn thơm ngon. Với chiếc nồi lớn của chúng tôi ở đây có đường kính là 26cm, chúng ta có thể nấu cả một con vịt xiêm lớn hoặc là nấu nhiều con gà khác nhau luôn quý vị ơi. Hoặc là chúng ta có thể làm những cái món kho với những chiếc nồi nhỏ hơn nè. Mà với lớp tráng men dày dặn và chắc chắn như thế này, quý vị yên tâm về cái độ chống dính của nó nha. Mình sẽ rất là dễ dàng chùi rửa, dễ dàng vệ sinh. Mà bên cạnh đó thì những cái món ăn mà có nhiều màu sắc thì cũng không có lo bám màu đâu quý vị ạ. Như vậy thì mình có thể yên tâm sử dụng bộ sản phẩm này trong cả một thời gian dài luôn rồi đó. Và với bộ sản phẩm này thì rất là nhiều các chị em phụ nữ chúng ta yêu thích mua sắm về cho gian bếp của gia đình mình, bởi vì cái kiểu
dáng, các hoa văn của nó rất là đẹp mắt, nổi bật ở bên trên nền trắng luôn. Khi mà chúng ta đặt những cái chiếc nồi lên trên bếp nấu thì mình cũng có cái cảm hứng nấu ăn hơn. Rồi nếu như quý vị dọn thức ăn ra thì mình cũng có thể là có những món mình tận dụng luôn cái chiếc nồi của Golden mình đặt lên trên bàn ăn quý vị nha. Không cần phải múc riêng ra tô, có thể là đặt chiếc nồi đường kính 18cm lên bàn ăn cũng được. Cũng rất là gọn gàng và đẹp mắt quý vị à. Hãy nhanh tay gọi ngay để chúng tôi có thể giao trọn bộ sản phẩm đến tận nhà cho quý vị nhé. Hãy nhanh tay sở hữu ngay cho gia đình của mình bộ 5 nồi tráng men Golden có thiết kế phù hợp với mọi không gian bếp. Và với những chiếc nồi này sẽ có dung tích lớn, chất liệu thép là nguyên khối chắc chắn luôn quý vị nha. Chúng ta có thể yên tâm sử dụng được trên mọi loại bếp. Lớp tráng men này rất là dày dặn, sử dụng trong thời gian lâu dài, lại dễ dàng vệ sinh chùi rửa nữa. Và chúng ta cũng có thể dễ dàng sử dụng với nhiều mục đích khác nhau với bộ nồi này đây. Bộ 5 nồi thép tráng men của thương hiệu Golden dễ dàng sử dụng và phù hợp với mọi đối tượng. Sản phẩm dẫn nhiệt và giữ nhiệt rất là tốt quý vị nhé. Bề mặt sáng bóng, họa tiết sang trọng và cực kỳ nổi bật luôn. Dễ vệ sinh cho gia đình của mình. Sản phẩm không thể thiếu trong dàn bếp của gia đình. Mà mua sản phẩm chính còn có thêm sản phẩm quà tặng nữa quý vị, để hỗ trợ tối đa cho công việc nội trợ của chúng ta. Chiếc bếp ga đôi hồng ngoại này có bề mặt kính cường lực chịu nhiệt, dễ dàng vệ sinh, có hệ thống đánh lửa Manetto nè, lại có thêm kiềng tráng men hạn chế rỉ sét, đầu đốt ceramic lớn giúp cho chúng ta yên tâm trong quá trình nấu nướng, có thể tiết kiệm ga, tiết kiệm được thời gian nấu mà không sợ gió thổi, không sợ nước trào làm tắt bếp đâu. Sản phẩm quà tặng này cũng được bảo hành và chế độ bảo hành lên đến 6 tháng. Hãy lựa chọn ngay bộ 5 nồi thép tráng men Golden. Chúng ta có đa dạng các kích cỡ, đường kính 18cm, 20, 22, 24 và 26cm quý vị nha. Mức giá chỉ 1.090.000 đồng, lại được nhận tặng thêm là một bếp ga đôi hồng ngoại chất lượng nữa. Giá cực kỳ ưu đãi trên VTV Hyundai. Hãy nhanh tay lựa chọn ngay. Quý vị thân mến, hãy thay đổi ngay những chiếc nồi đã cũ là bị rỉ sét, không còn chất lượng và không còn đẹp mắt trong gian bếp của mình. Còn cùng với một bộ nồi mới chất lượng hơn quý vị các bạn nha. Chúng ta sẽ có ngay là những chiếc nồi thép tráng men, quý vị thấy nó như thế nào ạ? Sắc trắng rất là đẹp và có những hoa văn nổi bật. Nồi đường kính 26cm nè, rồi có thêm là những chiếc nồi trung đường kính 24cm, 22cm, 20cm và một chiếc nồi nhỏ đường kính là 18cm để chúng ta có thể làm một ít nước sốt hay nấu một ít cháo gia đình của mình quý vị nha. Và với chiếc nắp thì nó sẽ cũng đồng bộ chung với lại hoa văn của chiếc nồi trong sản phẩm chính của mình luôn quý vị à. Và với bộ sản phẩm ngày hôm nay, một lần mua sắm chúng ta có đến là 5 nồi như vậy để thay đổi mới ở trong gian bếp của nhà mình. Mức giá đầu tư cũng rất là ấn tượng, 1.090.000 đồng. Đúng rồi đó quý vị ơi, hãy giúp cho không gian bếp của mình bừng sáng hơn đi ạ. À, ai nói là không gian bếp chỉ cần ngon đúng không Phùng Miến, phải cần có đẹp nữa. Tại vì khi đó thì mình vào bếp mình sẽ cảm thấy là có hứng thú ngay để nấu thật là nhiều món ăn cho các thành viên trong gia đình của mình. Mà nhắc tới chuyện mà nấu thật nhiều món ăn á, thì mình yên tâm là với bộ nồi này, với kích thước đa dạng khác nhau từ lớn đến nhỏ nè, có nhiều loại từ 26, 24, 22cm, rồi còn có nồi nhỏ 20cm và 18cm nữa, để mình có thể nấu cùng lúc nhiều món ăn thơm ngon luôn mà không cần phải thay đổi nồi, rất là dễ trong cái việc mà vệ sinh chùi rửa nữa, như vậy sẽ tiết kiệm được công sức cho các chị em phụ nữ của mình rất nhiều luôn đó. Và đầu tiên là chúng ta có thể là nấu nó với lại mọi loại bếp luôn đó Nguyễn Nga. Ví dụ như bây giờ Phùng Yến nấu nồi lớn nhất của mình đường kính là 26cm, quý vị thấy là cái phần thành nó cao như vậy đúng không ạ? Mình cho được thật là nhiều thực phẩm ở bên trong đây luôn, và mình đang nấu ở trên bếp điện từ quý vị nha. Mình có thể là dễ dàng mình nấu ở trên cả bếp hồng ngoại, bếp ga nè, bếp điện từ ở trong gia đình của mình, rất là đơn giản tiện lợi. Ở bên trong là có một cái bạn vịt rất là bự như thế này để xem. Ôi bạn bự quá, nhắc lên không có nổi luôn. Quý vị sẽ thấy là và rất là lớn luôn. Thực phẩm ở bên trong chúng ta có thể là để thoải mái ở bên trong như thế này, rồi thêm rau củ quả nè, khoai môn nè, rồi cà rốt nữa quý vị và các bạn nha. Nhưng mà yên tâm là đều vừa vặn ở bên trong chiếc nồi của chúng ta. Đường kính lên đến là 26cm và phần thành cao nữa, cho nên thoải mái để quý vị các bạn chúng ta nấu cả một bữa tiệc lớn cho gia đình của mình. Đó là chiếc nồi lớn nhất của chúng ta với đường kính 26cm. Và quý vị có thể thấy là cái phần thiết kế dạng bầu như vậy đó, cho nên là chúng ta có thể dễ dàng nấu nhiều món ăn thơm ngon. Mà Phụ Miến đang nấu trên bếp điện từ quý vị nha, tức là bộ nồi này có thể nấu cùng một lúc trên nhiều loại bếp luôn quý vị à. Có thể nấu trên bếp ga cũng được, là bếp hồng ngoại cũng được luôn. Và ngày hôm nay sản phẩm của chúng ta là sản phẩm chính, 5 chiếc nồi này, thì chúng ta còn có thêm sản phẩm quà tặng là một chiếc bếp ga đôi hồng ngoại nữa quý vị à. Như vậy sẽ hỗ trợ cho công việc mà chúng ta nấu nướng rất là tiện lợi luôn. Ở đây như Nguyễn có hai chiếc nồi với hai kích thước nhỏ hơn, đó là 22 và 24cm, để xem là chúng ta sẽ có những món ăn nào hấp dẫn cùng với chiếc nồi này nha Phụ Miến nha. Rồi mở cả hai cái lên luôn nào. Wow. Quý vị các bạn, chúng ta có thể là nấu chè nè, chúng ta có thể là nấu cháo luôn quý vị các bạn nha. Mình có đa dạng các kích cỡ nồi và tất cả đều đang nấu ở bên trên bếp ga đôi hồng ngoại. Ở bên dưới quý vị các bạn chúng ta sẽ thấy là ngọn lửa nó đã ửng lên như vậy và nó tỏa nhiệt rất là tốt lên bên trên luôn. Và cộng thêm là cái chiếc nồi của mình hấp thu nhiệt và dẫn nhiệt tốt nữa chứ, cho nên là chúng ta sẽ nấu ăn nhanh và tiện lợi cho gia đình của mình. Đúng và khâu chùi rửa vệ sinh cũng nhanh chóng nữa quý vị nha.
Và chúng ta cũng biết được là những cái lợi ích của nồi tráng men rồi đúng không ạ? Đó chính là cái việc mà giữ nhiệt tốt, dẫn nhiệt tốt nè. Rồi chúng ta lại còn có cái lớp tráng men như vậy cho nên chống dính. Khi mà chúng ta nấu những cái món ăn thơm ngon khác nhau á, thì mình có thể yên tâm về việc á, là không có bị mà bám dính lên thành nồi đâu. Mà chúng ta lại dễ dàng vệ sinh chùi rửa nữa. Hay là mình nấu những cái món mà có nhiều màu sắc ở phù miến, mình cũng không có lo ngại về việc mà nước sốt hay là cái màu đậm đó nó làm ảnh hưởng tới chiếc nồi của mình đâu. Nồi tráng men có thể sử dụng trong thời gian lâu dài hơn. Cho nên rất nhiều người yêu thích công việc nội trợ thì rất những chiếc bếp này đó. Chính xác. Và bây giờ là chúng ta đang nấu là cả hai chiếc nồi lớn của mình. Lên bên trên là bếp ga hồng ngoại quý vị và các bạn nha. Và bếp ga hồng ngoại của mình, cái đặc điểm của nó đó là siêu tiết kiệm nhiên liệu cho gia đình của chúng ta. Bởi vì là ngọn lửa nó sẽ dùng nhiệt rất là tốt đi qua phần mâm nhiệt hồng ngoại. Đó, như là bên dưới quý vị thấy nè. Cái bên thì chúng ta làm gì đây? Chúng ta đang thổi gió của chiếc quạt này trực tiếp vào ở bên trên mặt bếp của mình luôn. Nhưng mà quý vị thấy đó, ngọn lửa nó không có bị tắt đi phải không ạ? Chúng ta không có lo ngại cái tình trạng là khi mà mình nấu ăn ngay tại nhà mình mở quạt đó như Nguyễn người đầu bếp mát nhưng mà là lửa tắt đi rồi ga vẫn xì ra bên ngoài thì nguy hiểm đúng không? Đúng rồi. Với bếp ga đôi hồng ngoại như thế này không sợ nước không sợ giá làm tắt bếp. Chính xác luôn, và cũng không sợ ám mùi lên quần áo của mình nữa. Như vậy thì từ nay không gian bếp nấu nướng của mình không có sợ mà mình nóng nực nữa đâu Phụ Miến ha. Mà mình có thể làm rất là nhiều món ăn với chiếc nồi này nha Phụ Miến nha. Mua sắm một lần như Nguyễn thấy là có 5 cái nồi này, 5 đường kính khác nhau mà mình lại còn có thể là mình là nấu với chiếc bếp ga đôi hồng ngoại này nữa, rất là tiện dụng, hỗ trợ cho công việc bếp của mình nè. Bây giờ thì như Nguyễn đã có một món chè rất là thơm ngon từ chiếc nồi tráng men Golden này đây Phụ Miến ơi. Và quý vị các bạn chúng ta thấy đó, mình có đa dạng các cỡ nồi mà mình lại có thêm quà tặng là bếp ga đôi hồng ngoại nữa chứ. Mua nồi được tặng bếp nha, nấu ăn tiện lợi với bếp, nấu ăn với lại nồi cũng nhanh chóng luôn. Nồi này thì nấu được cho mọi loại bếp, còn bếp mình sử dụng được với mọi loại nồi luôn quý vị à. Cơ hội rất là hấp dẫn trong chương trình ngày hôm nay khi mà quý vị các bạn chúng ta đầu tư một lần mà thôi, mức giá chúng tôi gửi đến là cực kỳ ưu đãi trong chương trình này. Quý vị các bạn mua một lần mà được tới 5 chiếc nồi, đường kính có từ 18 cho đến là 26 cm, mức giá chỉ có 1.090.000 đồng, lại được tặng thêm quà tặng là một bếp ga đôi hồng ngoại nữa quý vị và các bạn nha. Trong nhà bộ nồi của mình cũng như là bếp ga đôi đó thì Như Nguyễn có thể là nấu chúng kết hợp với nhau cực kỳ tiện lợi luôn đó Nguyễn ơi. Đúng rồi đó. Và Như Nguyễn thấy là sở hữu như vậy là đầu tư cho không gian bếp của mình luôn. Đôi khi những ngày cuối năm á, mình rất là cần thay đổi cho không gian bếp của mình mới hơn nè Phụ Miến. Và Như Nguyễn thấy á, là mẹ Như Nguyễn chia sẻ cũng mong muốn có một cái bộ nồi tráng men như thế này trong nhà, và mới mức giá ưu đãi như vậy của VTV Hyundai Home Shopping thì có lẽ là phải sở hữu ngay một bộ nồi này cho gia đình của Như Nguyễn thôi. Bên cạnh đó thì quý vị cũng yên tâm nha, sản phẩm quà tặng của chúng ta cũng được bảo hành luôn quý vị, bảo hành lên đến 6 tháng quý vị à. Với chiếc bếp ga mà có mặt kính cường lực và với những cái họa tiết rất là dễ thương tinh tế như thế này, mình đặt trong không gian bếp của mình cùng với bộ nồi tráng men ngày hôm nay của thương hiệu Golden, mình sẽ có được một không gian bếp mà đầy cảm hứng luôn, và chắc chắn là chúng ta sẽ nấu được rất nhiều món ăn cho các thành viên trong gia đình của mình đây. Chính xác. Nhưng mà quý vị hình dung là ví dụ như mà mình mua một bộ 5 nồi phải nói là nó rất là lớn như thế này, Nguyễn ôm nó phải nói là cũng nặng cũng nhiều, 5 chiếc nồi rồi mình ôm thêm một cái bếp nữa, nếu như mình đi mua bên ngoài mình chở về cũng cực phải không ạ? Nhưng mà ở đây cùng với VTV Hyundai Home Shopping thì sao ạ? Quý vị các bạn chúng ta không có lo lắng cái tình trạng là phải ôm bát cồng kềnh như thế này về ngay tại nhà đâu, mà chúng tôi sẽ giúp quý vị chở cả một bộ 5 nồi chở chung luôn với lại chiếc bếp ga về tận nhà của mình, mà mình không có tốn đồng nào cái chi phí vận chuyển cả quý vị nha. Dù là cồng kềnh nhưng mà các nhân viên giao hàng của VTV Hyundai Home Shopping cũng sẽ giao đủ cho quý vị nồi đường kính 26 cm nè, nồi đường kính 24 cm, 22 cm, rồi gì nữa 20 cm, và cuối cùng là đường kính 18 cm, sẽ giao đầy đủ quý vị kiểm tra ngay tại nhà. Đủ 5 chiếc nồi như vậy thêm một chiếc bếp ga đôi hồng ngoại mặt kính thì lúc đó chúng ta mới cần chi trả 1.090.000 đồng quý vị nha. Và nấu ăn cùng với lại nồi thép tráng men thì điều đầu tiên là dẫn nhiệt rất tốt, và tiếp theo là chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh chùi rửa. Thêm một điểm nữa là gian bếp của mình sẽ bừng sáng hơn. Và cùng với đó là chúng ta sẽ tiết kiệm được ga, tiết kiệm được công sức của những người yêu thích công việc nội trợ nữa quý vị ạ. Hãy ngay bây giờ gọi điện thoại nào. Quý vị ơi, thời gian đang trôi qua rất nhanh rồi, và ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị và các bạn một sản phẩm rất là hấp dẫn ha. Một sản phẩm chứ thực ra là có đến 5 món mà mang về nhà cho quý vị nha. Là 5 chiếc nồi tráng men đến từ thương hiệu Golden quý vị ơi. Và kèm theo đó là chúng ta sẽ có thêm sản phẩm quà tặng nữa là một chiếc bếp ga đôi hồng ngoại. Như vậy là mua sắm một lần là được cả một không gian bếp luôn quý vị à. Và với những chiếc nồi tráng men như thế này thì chúng ta cũng có thể yên tâm trong cái quá trình sử dụng rồi. Chúng ta có thể là sử dụng được lâu dài, là dễ dàng chùi rửa, bởi vì chiếc
những chiếc nồi tráng men này sẽ có một cái lớp chống dính. Mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng, bởi vì những cái chiếc nồi này giữ nhiệt tốt, dẫn nhiệt cũng tốt nữa. Sử dụng được trên mọi loại bếp luôn, kể cả bếp điện từ quý vị nha. Và với năm đường kính khác nhau như thế này thì mình tha hồ nấu nhiều món ăn thơm ngon rồi đó Phụ Yến. Chắc chắn rồi, mà thời gian của chương trình đang trôi qua rất nhanh quý vị ạ. Nếu như chúng ta muốn mua về một lần 5 cái nồi được tặng thêm một cái bếp ga nữa thì quý vị hãy nắm bắt ngay cơ hội bây giờ quý vị nha. Mua nồi được tặng bếp cùng với VTV Hyundai Home Shop đi. Mua đến 5 nồi luôn, mức giá mình đầu tư chỉ 1.090.000 đồng mà thôi. Chúng tôi sẽ giao trọn bộ sản phẩm về đến tận nhà để ngay sau đó quý vị có thể là thay mới những sản phẩm đã cũ ở trong gian bếp của mình. Bếp ga cũ quý vị các bạn chúng ta thay ngay, bếp ga mới chất lượng, nồi đã cũ bị bong tróc không còn sử dụng an toàn, đã có nồi thép tráng men của Golden giúp chúng ta nấu ăn quý vị nhé. Hãy gọi ngay đến số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình hoặc đặt hàng trực tuyến cùng với vtvhyundai.vn ngay nào. Đừng chần chờ gì nữa quý vị ơi, vì bộ 5 nồi tráng men Golden ngày hôm nay có thiết kế phù hợp với mọi không gian bếp của mọi gia đình. Dung tích nồi lớn, lại làm bằng chất liệu thép nguyên khối chắc chắn nữa. Chúng ta có thể sử dụng được trên mọi loại bếp, kể cả bếp điện từ luôn quý vị nha. Và lớp tráng men dày dặn như thế này giúp chúng ta giữ nhiệt tốt, dẫn nhiệt tốt mà lại sử dụng được trong thời gian lâu dài nữa, dễ dàng sử dụng với nhiều mục đích khác nhau trong gia đình. Bộ 5 nồi thép tráng men Golden dễ sử dụng và phù hợp với mọi đối tượng. Sản phẩm dẫn nhiệt và giữ nhiệt rất tốt, bề mặt sáng bóng, họa tiết sang trọng, dễ vệ sinh cho gia đình của chúng ta. Bộ 5 nồi thép tráng men Golden, sản phẩm không thể thiếu trong gian bếp gia đình bạn. Mà chúng ta còn nhận được thêm quà tặng nữa khi mà mua sắm trong ngày hôm nay sẽ giúp quý vị được hỗ trợ tối đa cho công việc nội trợ. Với bề mặt kính cường lực chịu nhiệt dễ dàng vệ sinh thì chiếc bếp ga đôi hồng ngoại ngày hôm nay có hệ thống đánh lửa Manetto nữa, cùng với kiêng tráng men hạn chế rỉ sét sẽ rất tiện ích cho gia đình của mình. Chưa hết đâu, với thiết kế đầu đốt ceramic lớn sẽ giúp chúng ta tiết kiệm ga, tiết kiệm thời gian nấu mà lại không sợ gió thổi, không sợ nước trào làm tắt bếp với bếp ga đôi hồng ngoại này. Sản phẩm quà tặng còn được bảo hành lên đến 6 tháng quý vị nha. Bộ 5 nồi tráng men Golden của chúng ta có kích thước rất là đa dạng, đường kính từ 18 cho đến là 26 cm, thoải mái để chúng ta lựa chọn nấu ăn quý vị nha. Mức giá ưu đãi chỉ 1.090.000 đồng, được nhận tặng thêm một bếp ga đôi hồng ngoại chất lượng, giá cực kỳ ưu đãi trên VTV Hyundai, hãy nhanh tay lựa chọn ngay. Quý vị ơi, thời gian đang trôi qua rất nhanh rồi, chúng ta hãy tận dụng ngay cơ hội này quý vị ạ, để sở hữu được trọn bộ 5 chiếc nồi tráng men đến từ thương hiệu Golden như thế này. Và chúng ta có được một cái bộ nồi mà có họa tiết sang trọng, phù hợp với mọi không gian bếp của mình luôn quý vị nha. Quý vị có thể thấy được cái màu trắng này cùng với những cái hoa văn điểm xuyết trên bộ 5 nồi này, 5 đường kính khác nhau giúp cho chúng ta nấu được nhiều món ăn thơm ngon. Mà lớp tráng men lại dày dặn nữa, mình có thể yên tâm sử dụng trong thời gian lâu dài mà lại giữ nhiệt, dẫn nhiệt tốt luôn đó Phụ Yến ạ. Bên cạnh đó thì với chiếc nồi dung tích lớn như thế này, chắc chắn là chúng ta sẽ có thể nấu được nhiều món ăn rồi đúng không Phụ Yến? Chính xác, mà quý vị các bạn chúng ta sẽ yên tâm về kiểu dáng màu sắc rất là đẹp mắt của nó quý vị các bạn nha. Chúng ta có thể làm bừng sáng không gian bếp của gia đình mình. Hãy nhanh tay gọi điện thoại đặt hàng cho chúng tôi. Và quý vị các bạn chúng ta sẽ có rất là nhiều món trong bộ sản phẩm của mình. Với những chiếc nồi thì mình sẽ có nồi đường kính 18 cm, mình lại có nồi 20 cm, 22 và 24 cm, và có một chiếc nồi lớn nữa 26 cm luôn đó quý vị. 5 chiếc nồi luôn, đa dạng các đường kính để chúng ta có thể là lựa chọn sử dụng tùy vào cái lượng thức ăn mình nấu cho gia đình quý vị nha. Hãy nấu ngay những cái bữa tiệc thật là lớn mà chúng ta đã có nồi đường kính 26 cm hỗ trợ rồi. Còn quý vị các bạn chúng ta mua nồi lại còn được tặng bếp nữa trong chương trình ngày hôm nay. Quà tặng cực kỳ ưu đãi dành riêng cho chương trình này mà thôi quý vị nha. Mua nồi được tặng bếp với VTV Hyundai Home Shopping, và đó chính là chiếc bếp ga đôi hồng ngoại siêu tiết kiệm nhiên liệu với phần đầu đốt ceramic cho gia đình của mình quý vị ạ. Hãy nhanh tay nhấc máy lên và đặt hàng ngay đi quý vị ơi, chỉ có trên VTV Hyundai chúng ta mới sở hữu trọn bộ 5 chiếc nồi cùng với một chiếc bếp ga đôi hồng ngoại mà có mức giá 1.090.000 đồng như thế này. Đặt hàng ngay để chúng tôi có thể tư vấn tận tình và giao hàng tận nhà cho quý vị dù ở đâu, 63 tỉnh thành trên toàn quốc quý vị nha. Và đến đây thì Như Nguyễn và Phụng Yến cũng chúc cho tất cả quý vị khán giả, quý vị khách hàng của VTV Hyundai sẽ có được những sản phẩm ưng ý, những sản phẩm tốt nhất cho gia đình của mình để giúp chúng ta yên tâm trong việc chăm sóc chúng ta, chăm sóc bản thân và chăm sóc những người thân yêu của mình nữa. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.